Theo nhiều chuyên gia địa ốc, Phú Quốc giàu tiềm năng trở thành địa điểm phát triển bất động sản nghỉ dưỡng biển nổi tiếng thế giới, sánh ngang với Bali, Indonesia và Phuket, Thái Lan chỉ trong tháng 11 năm 2018. Hòn đảo này đón 360.362 lượt khách tham quan du lịch, tăng 62,4%. Trong đó, lượng khách quốc tế 32.399 lượt, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu đạt 472,9 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ, theo số liệu của Sở Du lịch Kiên Giang. Để đáp ứng nhu cầu của lượng khách du lịch, giao thông và cơ sở hạ tầng tại Phú Quốc được đầu tư và phát triển mạnh. Dự kiến đến năm 2020, hệ thống giao thông nối liền các địa điểm du lịch trong đất liền và trên đảo cơ bản sẽ hoàn thiện. Khảo sát thị trường cho thấy, phần lớn giao dịch đến từ các mảnh đất nền có diện tích nhỏ từ 100 đến 150 m2, có quy hoạch rõ ràng, vị trí gần đường lớn, hạ tầng điện nước cơ bản. Giao dịch tại nhiều khu vực trên thị trường vẫn diễn ra sôi động, thậm chí một số sàn bất động sản đã mở mới dọc các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương.